chào tất cả anh em đã quay lại kênh của mình nha. Thì hôm nay cũng là những ngày cuối năm rồi, thì có rất nhiều anh em chạy quên đó ha. Thì mình cũng như thường lệ thôi, năm nào mình cũng kết thúc công việc tầm ngày 25, 24, 25 đó, rồi mình sẽ dành thêm một ngày mình nghỉ ngơi, mình sẽ chạy quên Tết. Thì trước tiên mình chia sẻ với anh em một số vấn đề, ví dụ như là trước khi mình về quê thì đi tour xa thì mình sẽ làm gì cho cái xe của mình để mình đi tour cho nó ổn định và nó không có bị hư dọc đường nha. Thứ nhất á là anh em thay lọc gió này, nếu có xe anh em nào mà lọc gió dơ thì mình thay. Rồi cái thứ hai á là mình sẽ thay bu ri này. Rồi cái thứ ba nữa là nhôm phim dĩa đó là những cái mà mình phải kiểm tra để mình đi cho nó an toàn nha, chứ mà xe anh em hư dọc đường thì nó rất là khó khăn, nó rất là mệt mỏi. Rồi cái tiếp theo nữa là đánh cục máy, ví dụ như là nồi hoặc là có những tiếng kêu lạ thì anh em nên fix trước khi một cái thời gian trước đó, làm trước khi mình về quê ha. Rồi cái nồi, ví dụ như mà mình thấy nó lì quá, nó không được bóc thì nó sẽ ảnh hưởng đến những chuyến trải nghiệm của mình, nó không có được gọn gàng nha. Rồi tiếp theo đó là đèn trợ sáng đó ha. Rồi cuối cùng nữa là vỏ xe và nhớt, vỏ xe nhớt nhau thì tiếp tục lên đây thì mình vẫn có vấn đề là chia sẻ về nhớt cho anh em. Thì nói chung là xe mình đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, nước mát, nhớt rồi canh chỉnh này kia rồi, mọi thứ rất ok rồi. Đến ngày mình đi là mình sẽ không còn phải lăn tăn ở xe mình làm gì nữa đó. Mình đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết, rồi đến ngày mình sẽ lên đường, mình sẽ ngồi trải nghiệm một chuyến đi rất là trọn vẹn luôn ha. Thì anh em nếu có muốn chờ nhớt thì ha, thì đi tour xe thì cái nhớt là cái quan trọng đó, quyết định cái chuyến tour của mình đi nó có cảm thấy nó ưng ý hay không, nó có thích hay không, đi nó có đã hay không, phê không, là một phần là do nhớt anh em. Thì mình tiếp tục mình sẽ chạy tour xe Bình Định quay đầu thì tầm 1.500-2.000 gì đó, thì mình sẽ thay cái chai 5W50 của Ambi Racin. Thì cái chai này theo mình thấy như thế này nè, đi thành phố mình thấy nó khá là êm, bốc nha, phải nói là bốc rồi, êm máy đó. Thì mình chưa có cơ hội để trải nghiệm cái chuyến tour xe, thì hôm nay là cái đợt tour này là cái mà mình cái cơ hội để mình trải nghiệm chai này để đi tour. Mình sẽ chạy trong ngày, mình sẽ chạy hết mức, mình sẽ chạy giống như là hết ga, hết số, nói chung là ra được đường là mình chạy có nhiêu chạy nhiêu đó. Mình xem thử cái nhóm này nó như thế nào nha. Rồi mình sẽ có một cái bài complain, có một cái bài phân tích về cái chai này như thế nào nha, và cái ưu nhược điểm của nó. Thì đôi khi cái gì cũng vậy, nó cũng sẽ có cái nào của bạn em, nó sẽ có cái ưu điểm và cái nhược điểm ha. Thì cái chai này thì theo mình đánh giá, có một bài đánh giá cách đây vài tháng rồi, nó cực kỳ chất lượng luôn nha, nó cực kỳ chất lượng nha anh em. Chỉ số index của nó rất là cao, cấp dầu cấp nhớt của nó rất là cao luôn đó, nó sẽ không thua kém gì những cái dầu nhớt cao cấp như hiện nay. Thì mình thấy ok ha, chai này mình sẽ đổ, đợt này mình sẽ đổ chai này để mình chạy tour xe, xem thử cái cảm nhận cái chai này nó sẽ như thế nào nha, nó chạy nó đã như thế nào nha. Rồi thì mình quyết định đổ chai này đó đi, mình đi tour. Rồi tiếp theo là chai Shadow Racing phiên bản mới nha, V2. Chai Shadow Racing phiên bản mới nè. Anh em thấy là upgrade version version 2, đây là version 3, version 2 gì đó. Đây là version 3 anh em. Upgrade của version 3 nha. Đây này. Thì nó có một sự thay đổi trên bên ngoài thì mình thấy nó là công nghệ revitalization độc quyền của Shadow, nó là lên đến 22.2 ha. Là chai cũ là nó chỉ có 15.5 thôi. Thì chai này nó được nâng cấp lên, nghĩa là lúc trước đó mình phải xài đến 6 chai nó mới quét hết cái lớp xước lên cái lòng bê tông đúng không. Thì hiện tại mình chỉ cần xài 4 chai hoặc là hơn 4 chai, 5 chai một tí ha, thì nó sẽ quét hết lòng bê tông. Nghe nó hơi cấu nhưng mà cái này là công bố của hãng Shadow nha, chứ không phải là mình chém gió ha. Thì cái này là chai quá đầu tiên rồi. Thì mức giá của nó cũng tăng lên là từ 369 đúng không, bây giờ nó lên là 407.000. Thì mình nghĩ không những cái chai, một cái sản phẩm mới ra, một cái không thể nào là chỉ có upgrade cái này không, mà mình nghĩ là cái chất lượng nhớt bên trong cũng có một sự nâng cấp lên đó.
thì rất thích hợp luôn. Thì đợt này có anh em nào chạy về quê đúng không, thử chai này, mình phải nói là chắc chắn anh em sẽ hài lòng đúng không, hoặc là thử chai Amazing này ha. Đó thì cứ ghé tiệm mình đổ trải nghiệm đỡ mình chạy tour ha, thì chạy tour về quê ăn Tết này kia rồi cho nó bánh ha. Đổ từ đổ cái này thì nói chung chạy về quê ăn Tết là bánh đẹp trai luôn á. Nói chung là giá 47 nhưng mà tiệm mình luôn luôn bán thấp hơn nha, thấp hơn giá niêm yết, giá tốt cho anh em đó. Thì anh em đừng ngần ngại cứ đến tiệm mình 114 đường 11 phường Trường Thọ quận Gấp, địa chỉ trên cái video á, anh em cứ ghé đúng địa chỉ đó thì sẽ có người phục vụ anh em. Rồi thì nói chung thì những cái công nghệ trước đây mình cũng giới thiệu đầy đủ rồi đó, mình không biết nó có thêm bớt gì hay không. Thì những anh em nào chạy qua rồi hay là những anh em nào có kiến thức sâu rộng hơn thì chia sẻ với anh em bên dưới để mình cùng thảo luận và ấy ha. Thì mình sẽ trải nghiệm chai này chạy tour, còn chai này là Shadow này phiên bản mới, anh em nào thích thì cứ chạy thử ha. Đây là một chuyến tour cuối năm để mình đánh nhớ luôn, mình nếu mà ưng ý không thì qua năm mình xài tiếp, còn không ý thì mình thôi chuyển qua dòng Ampai Racing này thì cũng sẽ không làm anh em thay thất vọng. Thì Ampai Racing này mình bán cũng được đến 1 năm rồi anh em, thì cái phiên bản nó là 10 qua kép 40 á, 10 kép 40 á, thì phải nói là sản phẩm khá là chất lượng, thì được rất nhiều anh em đón nhận và rất nhiều anh em đón nhận, và có những anh em là đánh giá tích cực và có những cái mà anh em góp ý cho mình là chưa có tốt á, thì mình có thể góp ý và ghi nhận, mình sẽ chia sẻ lại cái góp ý đó cho bên công ty, thì họ có những cái khắc phục cho cái sản phẩm 10F40. Thì nói chung là sản phẩm 10F40 thì nó khá là tốt, có rất nhiều anh em hài lòng và cũng có một số anh em nhỏ là chưa có hài lòng về cái chất lượng đó. Đó thì cố gắng qua năm thì công ty Ambai xin nó sẽ cập nhật thêm cái chất lượng của cái chai 10 và cái 40 lên, thì có thể làm anh em những anh em mà cảm thấy chưa hài lòng có thể sẽ cảm thấy hài lòng và chuyển sang dùng ha. Thì nói chung thì trước một chuyến tour nào anh em cũng phải chuẩn bị kỹ mọi thứ để mình đi cho nó trọn vẹn ha. Thì nhớt này, nhông sinh dĩa, rồi lốp xe, rồi những cái mà bên trong máy á, thì mình nên khắc phục cho nó trực đỡ, nó ok ha, đi cho nó chuyến đi nó không có xảy ra những cái gì mình không mong muốn, đỡ làm cho mình khó chịu này kia. Ăn Tết là phải vui anh em ha, ăn Tết là phải vui, phải thêm một tuổi tuổi mới thì nó phải vui, ăn Tết cũng sẽ vui hơn đó. Thì mình xin giới thiệu hai sản phẩm như này thôi ha, mình chia sẻ với anh em. Còn cái chai này mình sẽ chạy tour, mình sẽ đánh giá một bài đánh giá sâu, đó là một bài đánh giá mình khi mình đã về tới quê ha, mình sẽ đánh giá cái chai này nó sẽ có nhược điểm và ưu điểm như thế nào, nó có thể so sánh với Shadow rồi Speedo hay là những dòng khác như thế nào ha. Thì đó anh em có một cái gì mà gọi là trực quan nhất để có thể chọn một cái sản phẩm ưng ý cho mình lâu đỡ mình đi lâu dài hơn ha. Rồi thì cũng như mọi cái thắc mắc hoặc là mọi cái thắc mắc hoặc là những cái mà anh em cảm thấy chưa hiểu rõ hoặc là muốn trải nghiệm thử sản phẩm thì cứ cho mình, hoặc là anh em nào có nhu cầu thay nhớt, sửa xe, làm xe winner, Sonic này kia thì cứ ghé tiệm mình 114 đường 11 phường Đường Thọ Thủ Đức. À, nhớt này, tất cả dòng nhớt mình bán, mình có điều chiết lẻ cho anh em chạy Winner Sonic, cơ kẻ Rider, hoặc tất cả anh em muốn mua kiểu nào mình cũng chiết lẻ hết nha. Anh em cứ đừng có lăn tăn là sợ mình không bán chiết lẻ của hai chai này đi quá nha, mình cỡ nào mình chiết lẻ anh em hết. Rồi, thì cũng xin chào tất cả anh em đã cố gắng xem hết video ha. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Thì mình cũng thông báo với anh em là hai cái điều đó và chia sẻ thêm cái kinh nghiệm mình hay đi tour nhiều, thì trước khi về tour mình sẽ làm những gì cho xe mình để nó không bị hư dọc đường này kia đó, cho nó an toàn ha. Rồi, nhớ Shadow Racing V2, V3 Spray phiên bản mới, và chai này đỡ trải nghiệm mình trải nghiệm đi tour xe nó cấp nhất, chất lượng nhất nó đến đâu ha. Rồi thì bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở một video khác nha. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.